Vâng, hiện tại lô cổ của bác trên lô cổ Phan thì bây giờ mình sẽ quay clip trực tiếp. Hiện tại mấy huyện Quân Lâm sóng rất to, buổi sáng cũng rất đỡ rồi. Vâng, bọn em này kia có Ranger rất là khỏe. Vâng, bác em đi thì vẫn tiếp tục đang tương tác. Sóng hiện đã xuống không còn to bằng buổi sáng nhưng có khả năng buổi chiều sẽ lên rất cao. Úi trời, úi trời ơi, đứng cách bờ biển tận 4 mét mà sóng vẫn đánh bắn cả vào mặt, rất là to. Buổi sáng nghe tin dân tình nói có anh tắm bị sóng đánh đập đầu vào bờ đê đi bệnh viện, không biết được về chưa, không biết có phải là chủ xe Camry không, chắc là không phải, bởi vì thấy một anh vừa ra đánh xe quay đầu. Con này bình thường thôi, sáng sóng đánh gấp nửa bánh xe, bây giờ đã rút xuống chỉ có chạm bánh xe rồi, tôi phải chuồn thôi, đứng đây sóng đánh rớt điện thoại. Chào các bác của Tufan, hẹn gặp lại. Úi trời ơi.